chúng nó sẽ lại sân, sẽ đợi chúng nó sẽ lại sân, sẽ là chương trình biểu diễn của đoàn nhạc nhẹ xã Hải Vân và đoàn cổng chiêng xã Hải Vân. Chương trình biểu diễn nghệ thuật của đội chống nữ nghĩa vụ quân y xã Hải Xuân. Xin mời đoàn nhạc nghệ xã Hải Xuân cùng chuẩn bị. Các bạn vẫn đang được thưởng thức ngày hội văn hóa thể thao truyền thống chào mừng lễ kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại thị trấn Yên Định, huyện Hậu, tỉnh Nam Định các bạn nhé. Các bạn liên tục chuyển sang các video tiếp theo để xem toàn vẹn chương trình buổi sáng ngày hôm nay các bạn. Các bạn liên tục chuyển sang các video tiếp theo để xem toàn vẹn lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao chào mừng quốc khánh 2/9 tại thị trấn Yên Định, huyện Hậu, tỉnh Nam Định sáng 2/9 hôm nay các bạn nhé. Các bạn có thể trở lại kênh đội trận nữ xã Hải Xuân và sau đây xin mời các quý vị cùng toàn thể nhân dân hãy chào đón đội múa kêu xã Hải Lý và đội múa kêu xã Hải Chiêu. Các bạn có thể trở lại kênh để xem lại lễ phần khai mạc buổi sáng ngày nay và phần diễu hành các bạn nhé.
chàng trai bên miền và đội cà phê xã Hải Lý và đội cà phê xã Hải Triều. Biểu diễn của đội cổng chiêng xã Hải Vân, Lê Nghị Đồng sẽ đồng vui lòng chuẩn bị. Sau chương trình biểu diễn của đoàn nhạc nghệ xã Hải Phương và đội cổng chiêng xã Hải Vân sẽ là chương trình biểu diễn của đội chống cộng đồng xã Hải Phương và thị trấn Nhất Định, để Nghị Đồng cùng chuẩn bị. Các nghệ sĩ đi cà theo đồng bào rồi. Thank you.
Cảm ơn tiết mục tham gia biểu diễn của đoàn nhạc nhẹ xã Hải Phương. Tiếp theo chương trình là chương trình biểu diễn của đội cổng chiêng đến từ đơn vị xã Hải Vân. Chương trình biểu diễn đội cổng chiêng xã Hải Vân xin phép được bắt đầu. Đến với ngày hội văn hóa thể thao truyền thống huyện Hiệu năm 2024, đội cổng chiêng xã Hải Vân gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân tác phẩm chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam. Hải Phương và đơn vị thị trấn Yên Định xin phép được bắt đầu. Đoàn sát thủ Hải Anh chuẩn bị. Thank you.
vừa thưởng thức xong đội trống cà rừng. Bây giờ chúng ta thưởng thức đội múa sư tử với Sát Hải Anh. Đội múa sư tử Sát Hải Anh chúng ta đã từng thấy trong lễ hội Chùa Lương, huyện Hải Hậu các bạn nhé, ở Hải Anh, Hải Hậu là nơi có chùa Trăm Gian và cầu ngói Chùa Lương các bạn nhé. Các bạn quay trở lại kênh để xem rước kiệu lễ hội Chùa Lương gồm rước kiệu truyền thống và lễ rước cổ truyền các bạn nhé. Sau đây, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân đón xem chương trình biểu diễn của đội Kèn Đồng Nữ xã Hải Sơn. Thank you.
Thay mặt ban tổ chức ngày hội xin được trân trọng cảm ơn chương trình biểu diễn của đội cộng đồng nữ xã Hải Sơn. Sau đây xin được trân trọng được kính mời đội cộng đồng xã Hải Quang. Sau chương trình biểu diễn của đội cộng đồng xã Hải Quang sẽ là chương trình biểu diễn của đội cộng đồng xã Hải Bắc. Đề nghị các bạn cùng chuẩn bị. Chúng ta vẫn đang thưởng thức chương trình nghệ thuật biểu diễn ngày hội văn hóa thể thao truyền thống chào mừng lễ kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 29 tại huyện Hậu, tỉnh Nam Định. Chúng ta đang đứng trước nhà văn hóa Hải Hậu, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định các bạn nhé. Chương trình biểu diễn của đội cộng đồng xã Hải Quang xin phép được bắt đầu.